Mình chào anh em đến với kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Đầu clip xin gửi lời chúc toàn thể anh em cô chú được thật nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục video hôm nay thì gặp lại bạn Tăng. Rồi, chào Tăng. Rồi, xin chào cô chú anh chị đang xem kênh. Thì hôm nay em cũng lên được một lô phô mai để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Thì số điện thoại em thì 0914 967 567, cũng là số Zalo của em luôn. Có gì cô chú anh chị thắc mắc thì cứ em hỗ trợ qua Zalo thêm. Chi tiết nào chưa gõ ha. Rồi, số điện thoại của bạn Tăng thì mình để trên góc trái màn hình nha anh em. Chỗ này nè. Để anh em cô chú mình nhiều khi không có liên hệ được số điện thoại để đây nè. Rồi vô chi tiết cây số 1 Tăng ơi. Rồi số 1 là một cây dáng trực lắc hay cô chú anh chị. Chiều cao là 92. 92 cho chiều cao. Còn thân vị trí này nó được 37. 37 ha. Chịch xuống đây tí xíu là nó ra 41 rồi nè cô chú anh chị. Con này để em đo cái đầu cổ rễ, cây này nó nở đế chứ. Đầu cổ rễ nó được như 65 đi cô chú anh chị. 65. Để gần tới mặt bầu ha. Nồi đế thì quá khứ rồi. Tổng nồi đế nó được như 150 đi cô chú ơi. Nhìn này ở ngoài này cây lớn lắm nghe anh em. Nè, tay cành trên đóng vậy nè. Đóng ở trên có 3 cành với 2 cành với 1 đọt rồi cô chú anh chị. Có đường thăng lắc nhẹ. Cái này nó được cái đường thăng đẹp ha. Với cái bệ đế này thì khỏi phải bàn rồi. Là giữ. Bệ đế này giữ lắm nghe anh em. Ở vị trí này nó có một cọng đế nó hơi quăng này cô chú anh chị. Nhưng mà ở dưới nó vẫn có đế lót ha. Cái này mình có thể mình cắt cọng này bỏ. Cho cái nồi đế nó gom. Nó gom lại ha. Em thì em để nguyên cho em không có cắt. Cây này nó có một cái gọng lắc đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cây nó già dữ lắm, nó nu nằm hết trơn. Không báo xù ha. Không báo xù. Cây này thì nó già, nó nu nằm thôi chứ nó không phải là xù. Rồi, giá luôn tay. Rồi, cây mã số 1 em vô lưu giá là 8 triệu cô chú anh chị. 8 triệu nha. Bao ship 200 km. Rồi, ship 200 km ha. Rồi đổi cây luôn. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 2 nha anh em. Số 2 là cây giáng lông của chú anh chị ơi. Lông lắc lượng ha. Thay cành đóng ngay điểm dương hết nghe anh em. Thay cành đóng đều lắm. Rồi, cho thông số chiều cao Tăng ơi. Cái cây này chiều cao nó tầm có 1m55 của chú anh chị ơi. 1m55. Tay cạnh thì nó đóng đều lắm, ngay đến dương không à. Rồi coi bể hoành thăng luôn tay. Thông số hoành thăng luôn. Này nó có một cái cục nu ngay đây nè, em đo. Rồi, tránh chút nha. Chút xíu nữa gọi vậy. Ở vị trí này nó được 37 nè. 37. Còn đo này cục này nó ra tới 38 mấy lần. 38 mấy gần 39 luôn hả? Gần 39 nên em không có tính hoành vậy đó. Cây này thông thì dễ thấy nè. Đó, nó đến được 140 của chú anh chị ơi. Mà anh em coi bể đế luôn. Cái này đế nó đế nồi, đế nó cầm xuống không. Nồi xấu nôm nhẹ, tầm khoảng tắt ngoài. Đây cũng có đế này nè. Mười mấy phân. Cái này nó có nguyên một bệt này, nó nu cái gì nè cô chú anh chị. Thì nhìn cái cây này ngoài hòm. Nó phù ra nguyên cục tròn vo luôn nè. Rồi xe quay. Là nguyên cục này quá khứ, cục này giống như cục bú vậy nghe anh em. Cái nào. Xù nu, xù bú gì cô chú anh chị. Dài cho nên nó cũng có một bệt nữa. Cái bệt này nó cũng hơi ngộ ngộ của chú anh chị ơi. Đây ha. Hơi keo. Nó cộm ra. Nó cộm ra. Nó ngộ lắm. Đây nữa nè. Cái này nó chảy ra làm sao của chú anh chị. Nó u ra luôn. Rồi mà anh em coi bệ đế lần nữa nha. Cái này bệ đế thì đế nồi đẹp lắm của chú anh chị. Quá cho cái mặt này. Rồi giá luôn tay. Cây mã số 2 em vô lưu giá là 8,7 triệu cô chú anh chị ơi. Cái này em bao ship 200 km luôn. Rồi đổi cây luôn. Được rồi, tiếp theo là cây mã số 3 nghe anh em. Số 3 là cây dáng trực cô chú anh chị ơi. Tại cành bỏ đều ha. Cây này thì nhìn ngoài hòm lắm anh em. Sát to. Tay cành bỏ đều. Nó cũng giót cây lắm cô chú anh chị. Rồi, cho thông số chiều cao tay. Chiều cao nó là 112. 112.
chốt đợt còn 23 cô chú anh chị ơi. Này coi mặt thước luôn, kêu được bự quá. Để em đo cho kỹ cho nó cắn thước cô chú anh chị. Mình thăng nó 51 cô chú anh chị ơi. Rồi 51 dương tí. Hào xuống tí nữa ha. Đầu củ ghế nó nở đó. Xuống đây là nó 60 nè. 60. 60 là vị trí thước nó nằm gì nè. Cây này nó dạng đế bài hay cô chú anh chị. Nồi đế thì nó ra tới một màu. Tổng nồi đế nó được 190 nha cô chú anh chị ơi. Khoảng 190 tổng nồi đế ha. Này đế bắp lực lực không? Cây này đế lực lắm nha cô chú anh chị. Đế đều cho. Cành cốt cành này cũng bự nghe anh em, lực cốt cành này cũng tầm mười mấy trở lên thôi mà cô chú anh chị. Này quá khứ. Cái tay không pin. Lực lắm nha cô chú anh chị. Chia đều hết trơn, không chống mặt nào hết chị. Nhìn ngoài cái cây này hòm lắm nghe anh em. Sát to lắm cô chú anh chị. Rồi, này giá luôn tay. Cây mã số 3 anh vô lưu giá là 18 triệu cô chú anh chị em. 18 triệu. Em bao ship 200 km luôn. Rồi, ok luôn. Được rồi, tiếp theo là cây mã số 4 nha anh em. Số 4 là cây giá quái cô chú anh chị ơi. Tay cành thì đều ha. Bể đế đẹp. Cây này là một hàng đáng sưu tầm. Trèo lên ghế luôn anh em. Này quá trời nó cao rồi. Chiều cao nó tầm 2 mét cô chú anh chị ơi. Khoảng 2 mét ha. 2 mét này thông số em có đo trước rồi. Có hào hảo trước rồi. Có hào trước luôn rồi. Rồi. Cây này thì là một hàng đáng cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Đập ra. Này tay cành này đóng dữ lắm nghe anh em. Điều chưa? Nó gạt tới đây nè. Cây này cái dạng tay cành của nó thì quá trời đều đẹp cho cô chú anh chị. Xuống cái cò quái này quá dữ. Được thang kết hợp với cái bể đế này nữa thôi khỏi chê. Đường thang thì khá là đẹp, tay cầm đều, cây này hội tủ đầy đủ hết rồi cô chú anh chị. Nhìn xa xa thấy thân. Như lên xù nữa thấy gì rồi. Nhất đế nhị thân tam cành. Tướng nụ à. Này mặt bóng đẹp luôn á cô chú anh chị. Mặt bóng đẹp nha, dẻo lai luôn ha. Dẻo lai luôn. Rồi cho hoành thang luôn tay. Còn bể đế thì cái này thì hầu như khỏi cái bàn cãi cô chú anh chị. Cái này em sẽ đo nhiều vị trí ha. Vị trí này dưới cái cục cu này này thì nó được 40. 40. Còn giờ em đo trên này luôn đi. Trên này thì nó cũng còn 39 nha cô chú anh chị. 39. Cái cây này là nó xù. Cây này báo xù ha. Cây này em báo xù. Nè cô chú anh chị mình thấy nè. Đó, thấy cái đường à. thấy cái đường cộm của nó nè. Cái lóng tai này nè. Muốn mắt tiêu luôn. Để em đo luôn. Còn phân mấy ha? Nó cộm ra một phân mấy nữa, khoảng phân rưỡi cô chú anh chị ha. À, cái mặt này dữ trời lắm, mặt này nè anh em. Từ trên này dài xuống ha. Đây, xe, xe mà, nè. Mấy bình sáng sáng nè. Rồi, rồi. Nè. Anh em nhìn thấy cái cây này ở ngoài găng guốc ghê lắm. Dài xuống tới đây nó cũng có nè cô chú anh chị. Bởi vì cái hoành thân dưới nó còn nhỏ hơn trên này nữa. Này xù. Cái này là nó xù rồi. Dạng này xù, xù chảy, xù bung. Cái này bung. Xù bung cô chú anh chị. Bung ra. Này hoành thăng này mà nuôi mau lớn ha. Để em xù đo bung. Thử ngay cái vị trí này luôn. Vị trí này là nó còn 37 cô chú anh chị. 37. Cây này giót giót cây, đẹp. Rồi bờ đế này quá khứ cái bờ đế này rồi. Nguyên cái mặt dưới này nó cũng bung cũng chảy nè. Nhiều lắm cô chú anh chị. Cái này nó bể xù nhiều dữ lắm. Rồi coi bờ đế luôn tay. Bể đế cái này thì cô chú anh chị mình này hàng VIP nghe nè. Này anh em cô chú mình nên sưu tầm hàng này nè. Hàng này nuôi lên tiền. Đầy đủ những yếu tố của một cái cây mai vàng hay cô chú anh chị. Bể đế đẹp. VIP đường thân thì đẹp, tai cành thì có. Hoa đẹp luôn. Đặc biệt xù luôn. Đặc biệt xù. Rồi, năm yếu tố luôn. Chung là cây này hội tụ đầy đủ hàng VIP hết rồi. Tài cảnh đóng nè anh em. Quá khứ luôn. Đầy đủ chưa? Đo cái chiều bay này ra nè. Nè, giờ tới đấy để
này, này xuống này nè. Cái co này thì nó được là 75 nè cô chú. 75. Nhìn ngoài này nó hợp lắm nghe anh em. Để em đo thử cái đầu củ ghế với cái này chưa đo con số này. Đầu củ ghế là đầu ghế nè. Đây nè. Đầu củ ghế nó 61 với cô chú anh chị. 61. Phần nồi đế này luôn. Em đo cái củ đế đặt luôn đi. Củ đế đặt là nó được 125 á. 125. Này giờ tới mặt bầu chưa? Con này tổng nồi đế nó được khoảng 180 cô chú anh chị. 180. Sẵn có ghế rồi, để cái ghế lên so cho cô chú anh chị mình xem hình dung luôn tay. Cô chú anh chị em thấy nè. À, quay cái mặt đó. À, rồi. Mặt ghế đẩu của mình ngồi ha. Rồi, để bên đây rồi. Quá khứ rồi anh em. Cái nồi đế nó bự hơn cái mặt ghế này rất là nhiều hay cô chú anh chị. Rồi giá luôn tay. Rồi cái cây mã số 4 em vô lưu giá là 32 triệu con chú anh chị ơi. 32 triệu. Cây này em bao ship 200 km. Ship 200 km nghe anh em. Hàng này là hàng nói chung là rất đáng để sưu tầm, để sở hữu hay con chú anh chị. Hàng này quýp lắm anh em. Rồi đổi cây luôn tay. Rồi mà anh em bước sang cây số 5 ha. Số 5 cũng là một cây dáng quái của chú anh chị ơi. Chiều cao nó là 1m rưỡi. 1m rưỡi. Cây này nó có cái cành bay để em đo cái chiều dài cành bay của nó luôn. Cái cành này nó được 58 của chú anh chị ơi. 58. Đa bay ra nó bay ngang bên ha. Bay ngang bên. Này nó không biết nó bay đi đâu nữa cô chú anh chị, nó bay vậy đó. Cây này giống giống cây nãy à. Cây này với cây số 4 là một cặp cô chú anh chị ơi. Quá cây này nếu mà mình chơi form theo cây số 4 thì mình cắt ngang đây cái là nó ok à. Cắt ngang chỗ cành bay đó ha. Cắt ngang cành bay, cành bay này nó bay hơi bị nghịch. À, cô chú anh chị nào mà chơi độc lạ thì để đó. Rồi, vô hoành thân con tay. Cây này cũng là một cây sù nữa cô chú anh chị. Sù. Em đo sát dưới này đi, đo trên nó cắn nhiều cái nụ quá. Vị trí này nó 41 luôn. 41. Tính cho cô chú anh chị mình 40 luôn. 40 ha. Cho bằng cái kia luôn. Còn lên đây thì nó còn 39 nè cô chú anh chị nha. Ok. Lên đây luôn. Đây đi. Cái cục sùng này nó lên 40 rồi. 40. Cái này nó sùng nguyên cái bọt từ đây dài xuống tới dưới này luôn hai cô chú. Này nó sùng nhiều lắm anh em. Nè, để gọi cận cảnh lại cho anh em cô chú mình thấy ha. Sù thử điểm này lên đây dài dài trên này từ là cái nó đốm đốm hết trơn này cô chú anh chị. Rồi, xe qua bên đây luôn. Đây nữa nè. Còn mặt bên đây thì cũng từ trên này dài xuống đây nè. Dài xuống mặt này thì nguyên một bệt sù này nó lên nhiều dữ lắm này. Này đo thử từ cái này xuống đây nó sù bít chưa nè. Từ cái này xuống dài xuống tới đây luôn. Được nhiều. Đoạn này nó được 33 nè cô chú anh chị. 33. Rồi coi bể đế luôn anh em. Cái này bể đế thì đế lực ha. Cầm đế chổi của nó chà bá vậy cô chú anh chị ha. Để ghi lại nhóc cho nè. Cũng lực lực không? Cũng khá là ok. Cây sù mà đế như thế này thì nó đẹp lắm này. Đây cũng nu nặng. Da me lên sù hết này. Cây này chắc cũng có giá trị gắn review kỹ kỹ cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ ha. Phái nước sù này quá mạnh. Sù nó vàng. Này chắc dạng sù bung của chú anh chị. Sù bung. Được không bao lâu là nó bự cái thêm ha. Sù bung thì nó mau lớn quanh thân á. Nhìn ở ngoài của chú cái... nhìn ở ngoài nó cây này hòn. Những cái điểm này nó còn chưa kéo sù tới nè, nó hót vô trong nè, của chú anh chị mình thấy ha. Còn những cái điểm sù thì nó lòi ra ngoài. Lóng tai. Hơn cái lóng tai luôn. Đây nè, đặc biệt cái chỗ này là dễ thấy nhất nè. Đây. Nó cộm ra ngoài luôn vậy đó. Cộm một lóng tai luôn. Nó phân hết này của chú anh chị. Cái này thì cái vàng tai cành ở trên này của chú anh chị mình thấy. Cần đó là điều mà lực nữa. Cành thì to. Cành lớn lớn không ha? Nằm có mười mấy chứ. Chốt đọt nó còn lại có chừng 9 mừng rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mình sở hữu cây số 5 với cây số 4 là đúng là một cặp luôn ha. Đây nè anh em. Một cặp dáng quái mà sù nữa cô chú anh chị. Cây số 4 nè.
Rồi giá luôn tay. Rồi cây mã số 5 em giao lưu giá là 30 triệu cô chú anh chị ơi. 30 triệu. Cây này em bao ship 200 km luôn. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo là cây mã số 6 nha anh em. Rồi, số 6 là một cây dáng chụp có cành bay cành phóng hay cô chú anh chị. Chiều cao là 99. Này, bị đế quá dữ rồi. Bình thân là 31 cô chú anh chị ơi. 31. Này hạ nguyên cái nồi đế. Cái củ đế đặt luôn nha, cái nồi đế đặt của nó là được 104. Là nó muốn đặt hết luôn rồi. Tổng cái nồi đế nó được 150 á cô chú anh chị ơi. Cái cây này là một cái cây nằm trong chậu ha. Này đế lù đế gì á, đế chậu. Cái này anh em. Cái này nó đế lù rồi ta thường vô chậu cái nữa cô chú anh chị. Đế nào nó lực nghe anh em. Chứ không phải là nó nhỏ ha. Còn nè, rất là to luôn. Ngón tay nè, so vô nè. Đây để em đo thử cộng đế này luôn. Cái này là mình soi mấy cộng gãy chia thôi, còn cái cộng đế này thì lực rồi. Đế lớn này nó được 18. 18 nè. Những cái cộng này thì nó đều lớn hơn ngón tay hết. Lớn hơn ngón tay nghe anh em. Quá trời cái bệ đế này cũng bệ đế này. Muốn kiếm cái cày thứ này cũng hơi khó. Cái này cái đường thăng của nó thì em cắt gì, cô chú anh chị mình có thể là đi mô thử coi. Thu lại ngay đây để mình chơi cái dáng vân nhăn á cô chú anh chị. Lọc cái cành thả xuống ha. Cho bàn tay đi mô. Lại bên đây. À. Hoặc chơi lấy cành đó làm cành bay luôn ha. Hoặc là nếu lấy đỉnh này thì lấy cành này làm cành bay hoặc cành phóng ra luôn. Này đế dữ lắm anh em. Nhìn ngoài nó đã lắm. Cái này nguyên cái nồi đế dữ trời lắm cô chú anh chị nè. Rồi giá luôn tay. Cái này em giao lưu giá là 4 triệu 9 của chú anh chị ơi. Này ship tới đâu? Bao ship cái này em bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Còn không ta? Rồi, cái này cũng là cây cuối cùng mà rất mong cô chú anh chị nhiệt tình ủng hộ cho em ha. Rồi. Và kênh Mai Vàng Kiên Giang đến đây cũng xin được kết thúc video ha. Chúc toàn thể anh em của chú mình xem video vui. Nhớ bấm cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ha. Cũng như giao lưu thành công với cháu Bằng Tăng ha. Rồi, mến chào anh em của chú mình ha.